bà con chú ý bám theo đoàn xe. Dẫn đường mình đi nó rõ xa quá thì đường mình cũng biết, nhưng mà bên đấy là có cái cảnh sát giao thông dẫn đường cho mình đi là mình sẽ được vào. Coi nhà Tết có biết là đi bên đấy thì họ bảo là mình để chỗ nào thì người ta yêu cầu thì mình Tết, nếu không yêu cầu thì mình cứ thế tỉnh mình rồi khác có người Tết cho mình. Còn chứa dưới Bình Dương kia thì nó đông người quá, nó không Tết, Tết không kịp. Tại vì đường xa nên là mình phải chuẩn bị bình xăng, nếu mà không ấy thì đi những cái đoạn mà không có cây xăng hoặc là gì ấy thì mình không có xăng mà đổ xe thì là mình không thể đi được.